Lính canh tới số. Thưa Hoàng thượng, yến tiệc mừng sinh thần 10 tuổi của hoàng tử vào tuần sau đã được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ rồi ạ. Tốt, thật tin tưởng ở Khanh, duy chỉ có một điều. Hoàng thượng còn điều phiền muộn gì hay sao? Là hoàng hậu, nàng ấy muốn có món cá anh vũ tại yến tiệc đó. Mà người cũng biết, cá anh vũ khó kiếm như thế nào rồi. Khó chứ không phải không kiếm được. Đế thần hạ lệnh cho dân chúng, đặc biệt là những ngư dân chuyên đánh bắt ngoài khơi, kiểu gì cũng sẽ tìm được thôi. Được, người mau đi hạ lệnh. Ai bắt được cá anh vũ và mang vào cung, ta sẽ trọng thưởng thật hậu hĩnh. Thần xin tuân lệnh. Người hãy mau đi dán tin tức này tới mọi người, đặc biệt là các ngư dân. Nhất định phải tìm được cá anh vũ mang tới cho hoàng thượng. Thần xin tuân lệnh. Cá anh vũ vua tưởng dễ kiếm sao? Mình sống đến ngần tuổi này rồi, mới chỉ được nghe danh thôi, chứ còn chưa được nhìn tận mắt. Nếu ai bắt được nó, ắt hẳn sẽ được thưởng rất hậu hĩnh đây mà. Vua sẽ trọng thưởng cho ai bắt được cá anh vũ ư? Loài cá đó khó kiếm lắm. Người nào tìm được cá anh vũ cứ đến tìm ta. Ta sẽ dẫn vào thành, đảm bảo sẽ được nhà vua trọng thưởng hậu hĩnh. Chịu thôi, loài cá đó khó kiếm lắm. Trời ơi, bà uống thuốc chưa mà vẫn ho nhiều thế? Tôi uống rồi. Tôi thật là vô dụng, không có nhiều tiền để mời người tới khám cho bà. Ông đừng có nói như vậy, tôi không có sao đâu. Dạ, tôi bắt được cá anh vũ trình vua thì nhất định tôi sẽ có thật nhiều tiền mua thuốc thang cho bà. Hả? Cá anh vũ hả? Đúng vậy. Ban nãy tôi đi qua cổng làng, nghe nói vua truyền lệnh trong vài ngày tới, nếu ai bắt được cá anh vũ trình lên vua sẽ được nhà vua thưởng hậu hĩnh. Loài cá đó khó bắt lắm, hơn nữa lại rất hiếm nữa, sao đến lượt mình chứ mình. Tôi cũng chỉ mong mai kiếm được mẻ lưới đầy là đủ tiền mua thuốc cho bà rồi. Ôi trời ơi, sao nhiều người vậy chứ? Nhanh, nhất định chúng ta phải bắt được cá anh vũ. Nhanh lên. Thì ra họ đi săn cá anh vũ. Nhiều người tìm thế này, sao mình có thể tìm thấy chứ? Thôi, đành đến khúc sông khác để đánh cá kiếm ít tiền về, mua sao thịt về cho vợ mình ăn thôi vậy. Chỗ này vắng không có ai, mình đành quăng lưới ở đây vậy. Hy vọng được mẻ lưới đầy về mua thuốc cho vợ. Sao nặng thế nhỉ? Ôi trời ơi, chắc được mẻ lưới đầy đây rồi. Trời ơi, gì thế này? Cá anh vũ, mình có nằm mơ hay không? Mình bắt được cá anh vũ thật ư? Ông trời ơi, tạ ơn trời đất, đúng là trời thương vợ chồng mình. Vợ ơi, thế là mình có tiền để chữa bệnh cho vợ rồi. Tôi đến để mang cá anh vũ đến tặng vua. Người may mắn lắm mới bắt được loài cá hiếm này đấy. Vâng, được rồi, người cứ để cá đây và về đi. Không được, tôi đã mất công đi bắt cá, hãy để tôi vào trình diện vua. Ngươi nghĩ một người nông dân chân đất mắt tét như ngươi có thể vào cung gặp vua một cách dễ dàng ư? Vậy phải làm sao tôi mới có thể vào gặp vua được? Cũng khó đó, trừ phi ngươi chịu nghe lời ta. Vậy ông nói đi, chỉ cần vào gặp vua, vì tôi cũng nghe theo lời ông mà thôi. Được lắm, ngươi cũng biết điều. Vậy ta nói thẳng, nếu ngươi muốn vào gặp vua là phải chia cho ta một nửa phần ngươi được vua ban tặng. Một nửa ư? Đúng vậy, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không dẫn vào. Đến khi con cá này chết ngõm, ngươi cũng không thể vào gặp nhà vua được đâu. Được rồi, vậy tôi chấp nhận yêu cầu của ông. Hãy dẫn tôi vào gặp vua ngay lập tức. Người phải hứa đó nha. Vâng, tôi xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo, nhất định sẽ chia một nửa phần thưởng được vua ban cho anh. Khá lắm, người rất may mắn và cũng có duyên với ta nên mới bắt được con cá hiếm này đấy. Người giỏi lắm. Dạ, đa tạ hoàng thượng đã khen ngợi. Được, ta sẽ giữ lời hứa ban thưởng cho ngươi. Ngươi thích gì cứ nói với ta, ta sẽ đáp ứng hết. Dạ, xin hoàng thượng ban cho thần 100 roi thật nặng ạ. Hả? Cái gì? 100 roi? Ngươi có nhầm không? Tại sao lại xin ta ban roi vọt chứ? Thưa hoàng thượng, chẳng là trước khi vào đây, nếu muốn gặp được hoàng thượng để cống cá, tên lính ngoài cống đã bắt thần phải chia một nửa phần thưởng mà thần nhận được. Có chuyện đó ư? Người đâu? Giải tên lính ngoài cống vào đây cho ta. Người dân kia đã có lòng mang cá cho ta, vậy mà ngươi nỡ lòng ăn chặn của hắn, bắt hắn phải chia một nửa phần thưởng cho ngươi sao? Dạ thần... Không sao, ngươi muốn thì ta cũng chấp nhận. Người dân kia đã muốn nhận 100 roi vọt thật nặng. Hả? Cái gì? Roi vọt ư? Người đâu? Đánh tên lính kia 50 roi, tương ứng với nửa phần thưởng cho ta. Xin hoàng thượng tha cho hạ thần, thần biết tội của mình rồi, xin hoàng thượng tha cho. Xin hoàng thượng tha cho thần. Khá khen cho sự thông minh của ngươi. Giờ thì ngươi yên tâm mà nhận thưởng nha. Ta sẽ tặng ngươi 500 lượng vàng, ngươi hãy dùng nó để lo cho cuộc sống của mình. Thần xin đa tạ hoàng thượng. Nhận thưởng vua ban, ông Tân không những dùng nó để đi chữa bệnh cho vợ mà còn đi phát tiền cho những người nghèo. Ai ai cũng khâm phục lòng tốt bụng của ông. Hai vợ chồng ông sống hạnh phúc, no đủ bên nhau từ đó. Sói chăn dê. Hôm nay có họp gấp vì ta mới được tặng một đàn dê lớn, béo mập, tổng cộng 100 con. Ồ, thích thế. Thật vậy sao ạ, thưa bệ hạ? Đúng vậy, vì thế ta đang cần cử người cai quản, chăn thả. Ta nghĩ công việc này nên giao cho sói, vì sói rất thông thạo địa hình, lại đi nhiều nên biết khu nào có nhiều cỏ non. Thưa tướng hổ thấy sao? Dạ, bệ hạ thật anh minh, thần thấy sói rất hợp với công việc này ạ. Dạ, đa tạ bệ hạ đã tín nhiệm, thần xin dốc hết sức phục vụ người ạ. Xin bệ hạ cứ tin tưởng ở thần. Vậy cứ quyết định thế nhé. Chiều nay đúng 2 giờ, sói tới bãi cỏ phía nam nhận đàn dê. Vâng ạ. Vâng ạ, chúng thần xin kính chào bệ hạ. Hình như là anh sói. Hả? Chẳng nhẽ sói lại dám? Chúng ta phải đi hỏi cậu ấy cho ra nhẽ. Nếu quả thực đúng là cậu ấy dám ăn thịt những con dê trong bầy dê của chúa Sơn Lâm sư tử, thì chúng ta phải đi báo với người ngay. Đúng đấy. Ấy, anh Cáo với anh Báo đi đâu thế? Vâng, chào anh sói. Chúng tôi đi có chút việc ngang qua đây. Lâu lắm mới gặp hai anh. Hai anh ngồi xuống đây nói chuyện tí đã. Dạo này tôi bận nhiệm vụ chăn dê cho chúa Sơn Lâm nên chẳng có thời gian mà đi đâu cả. Công việc trông vậy mà vất vả lắm hai anh ạ. Ồ, không vất vả sao được. Hẳn 100 con dê béo tốt thế cơ mà. Lúc nãy chúng tôi đi ngang qua bụi cây phía sau, thấy một đống xương lớn lắm. Ra là chuyện ấy. Các anh đừng hiểu lầm tôi. Không phải tôi cả gan dám lấy dê của chúa Sơn Lâm ăn thịt đâu. là do mấy con ấy tự dưng lăn ra ốm. Tôi phải giải quyết chúng ngay, không lại lây ra cả đàn thì nguy to. Có việc đó sao anh không báo lại với chúa Sơn Lâm ngay? Thì cũng tại tôi bận quá, chưa kịp đi báo ấy mà. Vậy à? Vậy thôi, muộn rồi, anh làm việc tiếp đi nhé. Chúng tôi có việc phải đi đây. À vâng, thế hai anh đi nhé. Không xong rồi, chúng phát hiện ra ta ăn thịt dê của chúa Sơn Lâm rồi. Không khéo chúng mà đi mách lẻo thì mình mất mạng như chơi. Ta phải nghĩ cách gì đối phó ngay. Anh báo có nhà không thế? Anh Cáo có nhà không thế? Sói tiếp quản đàn dê đến nay đã được hơn 2 tháng rồi. Hai người là hàng xóm thân thiết của sói, hằng ngày hay gặp gỡ sói. Các người thấy công việc của sói thế nào? Sói có nhiệt tình làm việc không? Dạ thưa, sói rất có trách nhiệm với công việc ạ. Cậu ấy quản lý bầy dê đâu ra đấy. Giờ con nào cũng béo tốt cả ạ, thưa thừa tướng. Dạ đúng ạ. Nếu so với chó chăn dê thì sói giỏi hơn nhiều. Cậu ta có khả năng rất xuất sắc. Sói rất yêu công việc. Giờ bầy dê đã đông tới hơn 120 con rồi ạ. Mong ngài hãy yên tâm. Ừ, tốt lắm. Vậy để ta đi báo lại với chúa Sơn Lâm. Thật vậy à? Tốt lắm. Sói làm việc tốt như vậy, ta sẽ cho hắn trông coi luôn đàn bò nữa. Còn ngươi, có công vất vả đi kiểm tra tình hình, ngươi cũng sẽ được trọng thưởng. Dạ, đa tạ chúa Sơn Lâm ạ. Sao đàn dê của mình lại xơ xác thế này? Mà sói đâu rồi không biết? Dạ, xin kính chào chúa Sơn Lâm. Sói đâu? Sao không ở đây trông nom? Mà sao đàn dê còn vừa ít lại vừa gầy đến thế này? Dạ bẩm, Sói mỗi ngày bắt một con trong đàn, kéo vào sau bụi cây ăn thịt ngon lành. Ngày qua ngày, đống xương mỗi ngày một cao lên, thưa chúa Sơn Lâm. Mãi mãi là ngày hôm qua. Ăn sáng đi con, hôm nay mẹ nấu phở gà đó. Mẹ ơi, mẹ cứ ăn đi nhé, con đi làm luôn. Em chào anh ạ. Ừ, chào em nhé. Hôm nay em mặc chiếc váy xinh quá. Alo, mẹ à. Tối nay con có về ăn cơm không? Mẹ đi chợ rồi, toàn những món con thích đấy. Hôm nay con phải đi gặp gỡ mấy đứa bạn, chắc sẽ về muộn. Mẹ cứ ăn cơm đi ạ. Vâng, con chào mẹ. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Sao uống nhiều thế này hả con? Tuần nào cũng khách khứa tiệc tùng thế này à? Mẹ hay cằn nhằn quá, con đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Chết rồi, sắp muộn giờ rồi. Ăn sáng đi con, hôm nay mẹ nấu phở gà đó. Lại phở gà hả mẹ? Hôm qua cũng phở gà rồi. Đâu có, cả tháng này bây giờ mẹ mới lại nấu phở gà đó chứ. Trời ơi, sao mình lại nhớ như in là hôm qua mẹ đã nấu món này nhỉ? Rõ ràng là thế mà. Hay là tối qua say quá nên mình nhầm? Mẹ ơi, con đến ăn sáng với anh em trong công ty kẻo không kịp nữa. Mẹ cứ ăn đi nhé. Lại là cô ấy, cũng với chiếc váy vàng, cũng với khung cảnh này. Trời ơi, mình điên thật rồi. Là mẹ gọi. Chẳng lẽ lại... Alo, con đây ạ. Tối nay con có về ăn cơm không? Mẹ đi chợ rồi, toàn những món con thích đấy. Mẹ ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu ạ? Ngày 17 tháng 7 con à. Lại là ngày 17 tháng 7 ư? Tại sao hôm qua là ngày 17 tháng 7? Hôm nay cũng là ngày 17 tháng 7 vậy? Thật kỳ lạ và điên rồ hết sức. Cầu trời sáng mai dậy mọi thứ sẽ bình thường. Ta là vị thần thời gian. Có thể cậu không tin điều này, nhưng kể từ nay, cuộc sống của cậu sẽ mãi chỉ dừng lại và già đi ở ngày 17 tháng 7 năm 2016. Đó là sự trừng phạt cho sự vô tâm của cậu đối với mẹ mình bấy lâu nay. Những ngày qua, cậu đã phí phạm quá nhiều thời gian ở bên mẹ của mình. Trời ơi, tôi phải làm thế nào? Tôi phải làm thế nào để thoát ra khỏi ngày này? Ông không nói cho tôi biết ư? Thôi thì khỏi đi làm, ngày nào cũng như ngày nào rồi. Ăn sáng đi con, hôm nay mẹ nấu phở gà đó. Chẳng mấy khi con trai mẹ ăn sáng ở nhà. Mẹ ơi, tay mẹ làm sao thế ạ? Hôm nọ nấu ăn, mẹ không cẩn thận nên bị đứt tay. Con ăn tương ớt không? Để mẹ lấy cho. Mẹ, chân của mẹ sao thế? Hôm nọ mẹ đi khám, bác sĩ bảo mẹ viêm khớp nhẹ. Bác sĩ cho uống thuốc nhưng mà thuốc đắt quá. Mẹ đang gửi bà Tư ở quê mua hộ thuốc nam rồi. Sao mẹ không bảo con đưa đi khám? Con có tiền mua thuốc cho mẹ mà. Con mới chuyển đến chỗ làm mới nên tập trung làm việc. Đưa mẹ đi làm gì? Mất ngày mất buổi. Mẹ tự đi được. Công việc của con tốt là mẹ vui rồi. Mà Nam nè. Dạ, mẹ cứ nói đi ạ. Thỉnh thoảng con có thể sắp xếp ăn cơm ở nhà vài ba bữa được không con? Mẹ ăn cơm một mình hoài buồn lắm. Mẹ, con xin lỗi. Con vô tâm quá. Từ giờ ngày nào con cũng sẽ về ăn cơm tối với mẹ. Mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé. Ngày hôm nay đã trôi đi thật khác, nhưng ngày mai vẫn là ngày 17 tháng 7. Mình phải làm gì đây? Cậu đã biết cách làm thế nào để cuộc sống trôi đi thật sự ý nghĩa rồi. Hãy trở về nhịp sống bình thường của mình đi nhé. Sáng nay mình ăn gì hả mẹ? Bánh mì trứng con à. Thích quá, món mẹ nấu là ngon nhất trên đời. Bây giờ lại biết nịnh mẹ nữa cơ đấy. Hoàng hậu phù thủy. Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi và trù phú, có một vị vua vô cùng anh minh. Ngài rất yêu quý thần dân của mình và cũng được người dân hết mực tôn kính. Tể tướng, ngươi phải thường xuyên giúp ta chăm lo tới đời sống của người dân, đừng để ai phải đói khổ lầm than. Tâu bệ hạ, đã là thần dân của người thì ai cũng sẽ được ấm no và hạnh phúc thôi ạ. Ngươi là tể tướng mà ta tin tưởng, cho nên mọi việc ta đều giao cho ngươi quán xuyến. Ngươi nói thế thì ta thấy yên tâm lắm. Vâng tâu bệ hạ, thần hứa sẽ là bậc tôi trung thành của bệ hạ. Bệ hạ còn tìm đâu ra người cẩn thận đáng tin cậy hơn thần nữa chứ ạ. Nhà vua có một hoàng hậu rất xinh đẹp. Bà ta vốn là một mụ phù thủy vô cùng độc ác. Thế nhưng nhà vua lại rất si mê hoàng hậu và chiều theo đủ mọi thứ mà bà ta mong muốn. Hoàng hậu của ta, hôm nay trong vườn có rất nhiều hoa mà nàng yêu thích. Ta đã cất công cho người mang nó từ xứ sở xa xôi về đây đó. Ta đưa nàng đi xem hoa nha. Ôi trời ơi, không hiểu sao hôm nay ta đau đầu quá. Ta không thể đi cùng nhà vua được đâu. Ta xin phép về phòng nghỉ đây. Thời gian gần đây, hoàng hậu có gì đó khác thường. Nàng hay tránh mặt ta, hay là nàng có bệnh trong người? Liệu hoàng hậu có gì đó giấu ta không? Ta cảm thấy có gì đó không ổn. Hôm nay hoàng hậu lại không tới ăn tối cùng ta. Không biết nàng có chuyện gì. Ta phải tới phòng của nàng thăm nàng xem sao. Hay là hoàng hậu không khỏe trong người, hoặc là nàng có chuyện gì không muốn chia sẻ. Hoàng hậu yêu dấu của ta, đúng là một cặp trời sinh. Tể tướng, lẽ ra chàng phải trở thành vua mới phải. Đúng thế, chúng ta sẽ từng bước thực hiện mục đích trở thành những người cai trị vương quốc này. Cần phải hạ bệ nhà vua càng nhanh càng tốt. Chàng đang được đức vua vô cùng tin tưởng. Chúng ta sẽ dễ dàng lật đổ nhà vua mà nhà vua không thể ngờ được. Liệu nhà vua có biết được chuyện giữa chúng ta không? Không thể nào, chàng đừng lo. Thiếp đã chế tạo ra chiếc vòng ma quái, chỉ chờ ngày thuận lợi để ra tay thôi. Nàng đã chế tạo thành công chiếc vòng ma quái rồi sao? Chàng có muốn xem không? Nàng còn không bao lấy cho ta xem đi. Chàng hãy nhìn cho kỹ đây. Phen này, nhà vua sẽ không thể thoát được chiếc vòng ma quái. Nó sẽ biến ông ta thành những con vật không có chút sức mạnh nào. Khi đó, chúng ta chỉ cần đuổi ông ta ra khỏi cung điện mà thôi. Nàng thật thông minh. Trời ơi, một người là tể tướng mà ta vô cùng tin tưởng, một người là hoàng hậu mà ta dành cả trái tim yêu thương. Sao các người có thể phản bội ta? Ta đau đớn quá, ta phải trừng trị các ngươi. Tể tướng, chàng nhìn đây. Khi ta đeo chiếc vòng này vào cổ nhà vua, ông ta sẽ biến thành một con vật đáng thương. Lúc đó, chàng sẽ lên làm vua trị vì thiên hạ. Điều chúng ta mong đợi cuối cùng cũng sắp tới rồi. Bấy lâu nay, thiếp cố gắng sống bên nhà vua chỉ vì muốn đạt được mục đích này, chứ thực tình thiếp đâu có yêu thương gì ông ta đâu. Ông vua ngốc nghếch đó không hề biết rằng nàng hoàng hậu xinh đẹp bên cạnh ông ta lại chính là một phù thủy đầy ma thuật. Mưu đồ của chúng ta cũng tới ngày thắng lợi. Ta chờ đợi kết quả từ nàng. Ơi, thì ra các ngươi là những kẻ phản bội. Hoàng hậu, ta bấy lâu yêu thương nàng vậy mà. Còn tên tể tướng kia, ta sẽ giết chết ngươi. Nhà vua, ngươi theo dõi ta sao? Nếu như ngươi đã biết hết sự thật rồi thì hãy xem đây. Vậy thì ta muốn ngươi biến thành một con chó nhỏ. Dù sao thì giờ ngươi cũng chỉ là một con chó nhỏ bé và vô dụng. Tể tướng, hãy đuổi nó ra khỏi lâu đài của chúng ta. Ta đã quá sai lầm khi yêu phải một mụ phù thủy và đưa bà ta lên làm hoàng hậu. Nếu vương quốc này rơi vào tay những kẻ độc ác như vậy thì người dân biết trông đợi vào đâu. Ta giờ chỉ là một con chó nhỏ, biết làm gì bây giờ. Ta đúng là một vị vua ngốc nghếch và vô dụng mà. Cách cung điện không xa có một căn nhà của một cô gái nông dân nghèo và nhân hậu sinh sống. Có ai đó thì phải. Trời ơi, thì ra là một chú chó nhỏ. Tội nghiệp quá. Chắc là ngươi vừa đói vừa lạnh. Hãy vào nhà, ta sẽ cho ngươi ăn uống nha. Sao ngươi lại không ăn thế này nhỉ? Chú chó có vẻ không thích món ăn này. Rõ ràng là chú ấy đang đói cơ mà. Hay là chiếc đĩa này quá cũ? Ta thử thay bằng chiếc đĩa mới và thay bằng đồ ăn ngon hơn, sạch sẽ hơn thử xem sao. Khi ta cho chú chó ăn bằng đĩa thức ăn cũ kỹ thì chú ấy nhất định không ăn. Vậy mà khi ta đổi sang đĩa thức ăn bằng bạc thì chú ấy đã chịu ăn. Trong chú chó này cũng có gì đó rất đặc biệt. Lai lịch của chú chó này chắc cũng không phải tầm thường. Có lẽ chủ nhân của nó là một gia đình quyền quý nào đó. Thật tội nghiệp, không biết nó đã gặp phải chuyện gì mà bị lạc tới đây. Từ đó, cô gái tốt bụng để chú chó ở lại căn nhà nhỏ của mình và chăm sóc rất chu đáo. Trời ơi, cái còng này thắt chặt quá. Để ta tháo nó ra cho ngươi dễ chịu nha. Trời ơi, ngươi là... Ngươi không nhận ra ta là ai sao? Đức vua, tha tội vì thần chưa kịp nhận ra người. Nhưng tại sao người lại... Ta bị hoàng hậu độc ác biến thành một chú chó bằng chiếc vòng. Giờ thì ta sẽ quay trở lại cung điện trừng trị những kẻ phản bội kia. Cô gái, nàng đã cứu ta, ta sẽ quay lại đón nàng. Hãy đợi ta. Chỉ tại vì ta đã mù quáng tin tưởng hoàng hậu mà không ngờ bà ta chính là một mụ phù thủy độc ác. Ta nhất định không thể để bà ta nắm quyền cai trị vương quốc của ta. Nàng là ân nhân của ta, sau này ta sẽ tới đón nàng sau. Hãy cho ta một con ngựa thật khỏe mạnh để ta mau chóng trở về cung điện trừng trị những kẻ xấu xa. Nhưng tại sao hoàng hậu lại có thể hại người được cơ chứ? Hoàng hậu, ta sẽ cho dân chúng xây dựng một cung điện mới thật nguy nga cho nàng. Ta muốn cung điện đó phải to lớn gấp 5 lần cung điện hiện tại. Bậc thềm phải dát vàng và cột cung điện được dựng bằng cẩm thạch. Nàng sẽ được như ý thôi. Vương quốc này là của chúng ta mà. Con chó nhỏ mà nhà vua biến thành chắc hẳn giờ này đã chết ở một xó nào đó rồi cũng nên. Chúng ta không cần bận tâm đến điều đó đâu. Một con chó nhỏ thì làm gì được chứ. Thôi nàng hãy nghỉ đi. Ta phải về phòng rồi. Sớm mai ta sẽ cho người bắt tay xây cung điện cho nàng. Ngày hôm nay ta phải giết chết ngươi. Trời ơi, nhà vua, sao ta có thể trở về được chứ? Ta đã quay trở lại đây. Hôm nay ta phải xử tội ngươi. Trời ơi, đức vua, vì sao người có thể quay lại được đây chứ? Giờ phải làm sao đây? Một hoàng hậu như ta không thể chết dễ dàng như thế được. Ta nghĩ ra cách rồi. Ông ta vốn rất dễ bị ta dụ dỗ mà. Bệ hạ, người xử tội thiếp thì thiếp xin chịu. Xin người bình tĩnh cho thiếp nói đôi lời. Thôi được rồi, ta cho ngươi nói lần cuối trước khi xử tội chết. Thưa bệ hạ, thực ra thần thiếp đâu có ý định phản bội ngài. Chỉ tại tể tướng đã xúi giục thiếp mà thôi. Người nói thế là sao? Đối với thiếp, bệ hạ vẫn là một người đàn ông thiếp yêu thương nhất trên đời. Làm sao thiếp có thể hại bệ hạ được cơ chứ? Hãy cho thiếp lại gần bệ hạ thêm chút nữa. Bệ hạ, xin đừng để một chút nóng giận mà vứt bỏ tình cảm giữa chúng ta từ bao lâu nay. Được, người hãy lại gần đây. Muốn nói gì thì hãy thanh minh đi. Ta vẫn đang nghe. Hãy quên hết mọi chuyện mà ta đã làm đi. Luồng khói này sẽ làm cho ngươi không còn nhớ những điều xấu xa ta đã làm trong quá khứ. Chỉ có thể nhớ những điều ngọt ngào nhất về ta mà thôi. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Hình như ta vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy. Dạ đúng rồi thưa bệ hạ. Ôi, hoàng hậu của ta, tại sao đầu ta lại đau như búa bổ thế này? Chúng ta đang nói về chuyện gì nhỉ? Tự nhiên ta lại quên mất thế này. Người thật là ông vua thật thà. Giờ thì lại mắc mưu của ta rồi. Ta muốn ngươi biến thành một con chim. Hãy biến khỏi nơi đây cho khuất mắt ta. Và đừng bao giờ quay lại làm phiền ta nữa. Nhà vua đã quay trở lại ư? Thiếp không hiểu sao ông ta có thể thoát được. Lẽ ra nàng nên giết con chim đó đi chứ. Chàng yên tâm, con chim này sẽ không thể nào quay trở lại đây được nữa đâu. Bằng nãy ta đứng bên ngoài, ta đã nghe nàng nói với nhà vua rằng ta là kẻ xúi giục nàng cướp ngôi báu phải không? Kìa tể tướng, chỉ là ta nói thế để nhà vua không ra tay giết ta thôi mà. Cũng phải, tình thế bắt buộc phải không? Đúng vậy, chúng ta là người cùng một phe, không nên nghi ngờ nhau như vậy chứ. Vậy là nhà vua lại bị mụ hoàng hậu phù thủy biến thành một con chim. Chú chim nhỏ nhớ tới cô gái trước đây đã cứu mình và bay tới nhà của cô gái. Nhà vua tin rằng khi nhìn thấy mình, cô gái sẽ nhận ra. Trời ơi, trên cổ chim vẫn là chiếc vòng hôm nọ. Lẽ nào là nhà vua chăng? Xin lỗi nàng, ta lại bị hoàng hậu lừa thêm lần nữa. Lần này thì không thể thế nữa đâu. Ta sẽ trở về cung điện và trừng trị bọn chúng. Nàng hãy chờ ta nha. Lại một lần nữa, cô gái giúp nhà vua quay trở lại cung điện để trừng trị những kẻ đã hãm hại ngài. Hãy bắt hắn nhốt vào ngục cho ta. Xin nhà vua hãy tha cho thần. Tất cả là do thần bị hoàng hậu suối bẫy. Lúc trước chính hoàng hậu cũng nói với ta là bị ngươi dụ dỗ chứ không hề có ý hại ta. Giờ thì tới lượt ngươi đổ tội cho hoàng hậu. Các ngươi cùng một ruột cả thôi. Ta sẽ xử tội chết cả hai ngươi. Cậu xin bệ hạ tha tội cho thần. Thần không có phép thuật gì, làm sao dám hại bệ hạ. Tất cả là âm mưu của hoàng hậu thôi. Thần chỉ là kẻ tôi đòi, nghe theo lời vĩnh định của bà ta thôi. Vậy mà ta tưởng hai người yêu nhau lắm cơ mà. Và đến lúc chết mới lòi ra các người chỉ là những kẻ tham lam và hèn nhát thôi. Bệ hạ hãy tha tội cho thần. Thần hứa sẽ làm tất cả những gì ngài sai khiến. Hãy cầm chiếc vòng này tới phòng của hoàng hậu và làm theo mọi điều ta nói đây. Vâng thưa bệ hạ, thần xin làm theo mọi điều sai khiến của người. Nếu người muốn tha tội chết thì hãy làm theo lời của ta. Nếu người còn có ý đồ phản bội ta một lần nữa, toàn bộ người thân của ngươi sẽ bị hành hình ngay lập tức. Vâng, thần không dám nữa ạ. Muộn thế này mà chàng còn sang đây sao? Bỗng nhiên ta muốn chuyện trò cùng nàng mà. Chàng có chuyện gì muốn nói với thiếp thì cứ nói đi. Hãy biến thành con lừa. Bấy lâu nay ta mù quáng bị ngươi lừa hết lần này tới lần khác. Giờ thì tới lúc ngươi phải bị trừng trị. Ta sẽ xây một lâu đài mới trên tích đỉnh núi bên kia. Con lừa này sẽ phải chở đá cho tới khi nào xây xong lâu đài thì thôi. Vậy là mụ hoàng hậu phù thủy đã biến thành một con lừa. Hằng ngày phải chở đá và sỏi từ dưới chân núi lên đỉnh núi để xây lâu đài. Còn cô gái được nhà vua đón về cung điện và trở thành một hoàng hậu mới. Vương quốc càng trở nên trù phú và tươi đẹp hơn khi có một nhà vua anh minh và vị hoàng hậu nhân từ. Đàn khỉ tránh rét. Lạnh quá, tôi chết mất. Thủ lĩnh, ông là người thông minh nhất đàn. Ông hãy nghĩ cách gì đi chứ. Nếu không, chúng tôi sẽ chết cóng cả nút. Chúng tôi sẽ chết cóng cả nút. Rồi, chúng ta sống rồi. Lửa, lửa ở đâu? Trước tiên, chúng ta cần cỏ rác và củi khô để nhóm lửa lên. Hãy mau dìu những con sắp chết cống đến gần ngọn lửa hơn. Này, lũ đuôi dài ngu dốt, đó chỉ là một con đom đóm, chứ không phải ngọn lửa. Đừng có phí công phí sức mà thổi bùng nó lên. Dám dạy đời loài khỉ chúng ta biết thế nào là lửa và thế nào không phải là lửa sao? Biến ngay đi. Thủ lĩnh tuyệt vời, thủ lĩnh muôn năm. Thủ lĩnh, tại sao chúng ta hì hục thổi lửa cả đêm mà đống cỏ khô lại không hề cháy tí nào? À, chắc là do trời đêm lạnh quá, lại thêm sương xuống nữa nên chúng không cháy lên được. Nhưng dẫu sao, chúng ta đã qua được một đêm khủng khiếp nhất của mùa đông. Nào anh em, chúng ta hãy di chuyển đến vùng ấm áp hơn. Ở nơi đó, chúng ta sẽ được an toàn. Thấy chưa? Tôi đã bảo đó chỉ là một con đom đóm. Thế mà còn chất cỏ, chất củi khô vào mà thổi lửa. Đúng là phí công vô ích. Tất nhiên là ta biết. Cái gì? Ông biết mà ông vẫn để cho cả đàn dồn sức thổi lửa suốt đêm thế sao? Nhưng người thấy đây, nhờ có ngọn lửa đom đóm đó mà cả đàn khỉ của ta đã vượt qua được cái lạnh giá của đêm đông. Người nên nhớ, khi đàn khỉ xích lại gần nhau, chúng sẽ tiếp sức và tỏa nhiệt cho nhau để cùng làm ấm cho nhau. Và hơn hết, chúng đã truyền cho nhau niềm hy vọng để vượt qua khó khăn. Hóa ra là như thế. Chuyện về nhà bác học Einstein. Thưa ngài Einstein, hôm nay lại có rất nhiều nhà báo và họa sĩ mong được gặp ngài. Họ đứng đợi ngoài sảnh từ rất lâu rồi ạ. Anh nói với họ là tôi rất bận. Tôi cũng không có gì để trả lời phỏng vấn hay vẽ chân dung cả. Họ đừng lãng phí thời gian chờ đợi tôi một cách vô ích. Tôi muốn gặp ngài Einstein. Tạp chí tôi mong được phỏng vấn ngài Einstein. Hội mỹ thuật chúng tôi tha thiết muốn vẽ chân dung ngài Einstein. Tôi rất tiếc, nhưng ngài Einstein quá bận nên không thể tiếp các bạn được. Ngài cũng dặn tôi chuyển lời với các bạn là ngài sẽ không đồng ý bất cứ một cuộc phỏng vấn nào hay một buổi vẽ chân dung nào cả. Trời ơi, lần nào đến cũng bị từ chối. Ông ấy là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ. Chỉ cần một bài phỏng vấn ngắn với ông ấy, chắc chắn số báo tới của chúng tôi có thể bán được hàng vạn bản. Hãy cho chúng tôi phỏng vấn ông ấy, chỉ vài phút thôi. Tôi chỉ xin ông ấy một tấm ảnh nhỏ thôi. Hãy cho chúng tôi gặp ông ấy, chúng tôi chỉ muốn ngợi ca về ông ấy thôi mà. Chúng tôi đã đợi ở đây cả một ngày rồi. Còn tôi chỉ cần có một tấm hình của ông ấy thôi là có thể được tổng biên tập khen thưởng đặc biệt rồi. Chúng ta hãy cứ kiên trì đi. Chẳng nhẽ đợi cả ngày mà ông ấy cũng không gặp sao? Xin lỗi các ngài. Ngài Einstein nhờ tôi trả lời rằng cho dù các ngài có chờ tới ngày mai, ông ấy cũng không trả lời phỏng vấn hay chụp ảnh với bất cứ phóng viên nào đâu. Các ngài hiểu giúp cho là ông ấy không muốn nói về mình. Họ đi cả rồi chứ? Vâng thưa ngài. Bây giờ quá khuya rồi. Họ chờ cả ngày nên đã bỏ về hết. Bao giờ họ mới từ bỏ ý định chứ? Ai, ngày nào tôi cũng phải trốn nhà báo thế này, thật không còn chút tự do. Họ muốn tôn vinh ngài, sao ngài lại thờ ơ đến vậy? Tôi chỉ là một người say mê công việc nghiên cứu, có gì mà tôn vinh tôi? Không, tôi không thích những ánh hào quang bóng bẩy bề ngoài. Tôi chỉ muốn tập trung làm tốt công việc của mình mà thôi. Ngài Einstein, ngài Einstein. Thưa ngài, xin ngài cho tôi vẽ một bức chân dung của ngài. Tôi đã nói rồi, ngài Einstein không đồng ý cho một người nào vẽ chân dung cả. Anh hãy về đi, muộn lắm rồi, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tôi xin ngài. Thôi, ông đi đi nào. Mong ngài thương lấy tôi. Người nhà tôi đang bị đói mấy ngày nay rồi. Tôi rất cần vẽ bức chân dung của ngài để kiếm tiền nuôi gia đình. Bao giờ thì chúng ta có thể tiến hành? Liệu bây giờ trông tôi có quá tệ cho một bức chân dung không? Ôi, ngài đồng ý ư? Ngài Einstein. Tôi không thích được tôn vinh trong những quyển tạp chí, nhưng đây lại là một vấn đề khác rồi. Ôi, xin cảm ơn ngài. Nào, chúng ta sẽ quay lại văn phòng của tôi và tiến hành ngay nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.